Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023 và hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023, Quận đoàn Ngũ Hành Sơn đã tổ chức ngày đoàn viên với chủ đề Tự hào là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngày đoàn viên mở đầu với sự kiện ý nghĩa đong đầy cảm xúc, đó là niềm vinh dự tự hào của 45 học sinh ưu tú các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận được kết nạp vào tổ chức đoàn. Khi mà khoác trên vai màu áo xanh của đoàn, em xin hứa sẽ học tập thật tốt để trở thành một đoàn viên tốt và tham gia tốt các hoạt động của trường và của đoàn đề ra. Với chủ đề tự hào là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quận đoàn Ngũ Hành Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, thiết thực như thi mô hình, tuổi trẻ sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu, hùng biện tự hào chi đoàn tôi, nhảy dân vũ, thi rung chuông vàng 92 năm đoàn ta trưởng thành và các trò chơi vận động nêu cao tinh thần đoàn kết đồng đội, tạo nên một ngày hội thực sự đáng nhớ của các bạn đoàn viên. Với chủ đề là tuổi trẻ Ngũ Hành Sơn tiên phong chuyển đổi số, thì ban thường vụ quận đoàn cũng phát động tất cả đoàn viên của các cấp bộ đoàn trên toàn quận sẽ đồng bộ triển khai chuyển đổi số đến mọi mặt trong hoạt động của đoàn. Ngày đoàn viên của tuổi trẻ quận Ngũ Hành Sơn kết thúc với trọn vẹn cảm xúc về niềm tự hào là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Với niềm tin, động lực, tuổi trẻ tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo, chủ động để thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa vì cộng đồng.